Ui, sao hôm nay thời tiết lạnh thế cậu ơi? Tớ cũng đang lạnh thế này, nhưng mà cậu chia nốt cái miếng bánh này đi, tay cứ rung thế này nó lại rơi mất. Bây giờ chia đôi ra này, đây tớ một miếng, cậu một miếng, thế là hết. Ngon quá. Ui, nhưng mà rẻ thế nhỉ. Sao hôm nay em có thấy lạnh gì đâu mà anh chị cứ kêu lạnh từ nãy tới giờ? Không lạnh gì đâu, bởi vì hôm nay anh còn chả có áo khoác để mà mặc thế này. Còn em Cam nhìn này, quấn hẳn cả một cái chăn dày cộp thế này, thế mà bảo là không lạnh đâu. Chị mà có cái chăn đấy thì chị cũng chả có kêu lạnh đâu. Trời lạnh như này mà có mỗi một cái miếng bánh nhỏ nhỏ ăn hết rồi, bây giờ làm thế nào bây giờ? Giá như mà có ông Tiên ở đây cho mình được mấy điều ước nhỉ. Ta là ông Tiên đây. Hình như có ai vừa muốn xin điều ước à? Ôi, ông Tiên nhím ơi, ông Tiên xuất hiện rồi kìa. Bởi vì các cháu đều là những học sinh chăm ngoan, do vậy ông sẽ cho các cháu mỗi người một điều ước. Nào, bây giờ hãy ước đi. Wow, ông Tiên cho chúng mình tận 3 điều ước, mỗi người một điều ước cơ á. Thế thì tớ sẽ ước đầu tiên. Trời đang lạnh thế này mà vừa nãy mình ăn hết bánh rồi, vậy thì tớ ước có một cái bánh thật to ở đây. Ui, thế thì nhớ chia cho tớ với nhá. Wow, ra một cái bánh này cậu ơi. Ui, to chưa? To hơn cả cái mặt tớ luôn này. Wow, thế là điều ước của ông Tiên cho chúng mình là sự thật cậu ơi. Cậu ơi, làm sao thế? Cái bánh này nó không phải cái bánh mì bình thường đâu. Cái bánh nó chưa được nướng cậu ơi. Ôi giời ơi, ai bảo cậu ước thế? Cậu phải ước nói là bánh chín. Chứ ông Tiên làm sao biết được? Nhớ mày lại cho cậu cái bánh này để cậu về cậu tự làm thì sao? Ôi giời ơi, lần đầu tiên tớ được ước, tớ có biết đâu. Biết thế, ước một cái bánh được nướng sẵn rồi. Thế bánh này bây giờ mình về, mình phải nướng đây là cậu. Ui, lại còn bị rách cả da rồi đây này cậu ơi. Thôi được rồi, mất công một tí. Bọn mình về bây giờ làm cái bánh này ngon ngon lên, xong nướng lên ăn đi. Bây giờ tớ sẽ trang trí cái bánh này, cho thêm hoa quả lên cậu ơi. Tớ thích ăn hoa quả này. Bánh vị hoa quả cho một ít dưa chuột này. Đấy, rắc lên. Thêm cả ổi nữa này. Cậu có thích ăn ổi không? Chuối nữa này. Ôi, tớ chỉ thích ăn bánh pizza vị hải sản thôi, với vị thịt BBQ xúc xích thôi, chứ không thích ăn hoa quả đâu. Nhưng mà làm gì có thịt ở đây, chỉ có hoa quả thôi. Cà chua này. Cà chua này cậu phải xếp tròn xung quanh chứ. Sao cậu xếp kiểu gì thế? Không cần, cứ miễn là ăn được là được. Đấy, chuối cho màu vàng vào đây này. Ổi nữa này. Cho cả mấy miếng ổi nữa. Cho nó chua chua ngọt ngọt cho nó ngon. Em Cam có thích ăn không? Tí nữa anh cho ăn. Wow, nhìn trông cũng ra gì và này nọ đấy. Cái này hình như là phải nướng lên thôi chứ cậu. Chứ để thế này thì làm sao mà ăn được. Cậu nướng lên đi. Nhưng mà nhà tớ làm gì có cái gì nướng à cậu? À, tớ nghĩ rồi, tớ sẽ nướng bằng bếp ga. Bếp ga mà cũng nướng được bánh pizza á cậu? Lần đầu tiên tớ nghe thấy đấy. Bình thường người ta phải nướng bằng cái gì nhỉ? À, lò nướng. Tớ cũng chưa nướng bao giờ, nhưng mà bếp ga nó cũng là bếp đun. Tớ nghĩ là nướng được đấy, để tớ ra tớ nướng nha. Đây, tớ sẽ để cái bánh nướng lên trên này này. Sau bắt đầu nướng thôi cậu ơi. Here we go. Đấy, đợi thế này một lúc á, kiểu gì cũng ra được một cái bánh thật là thơm ngon. Ui, nhím ơi, hình như không ổn cậu ơi. Tôi thấy có mùi khét, có khói nhiều quá. Ui, bánh pizza của cậu bị cháy rồi đây này. Khói quá cậu ơi. Hình như có cái gì đó không ổn cậu ơi. Sao lại khói như này nhỉ? Cháy đen rồi cái kìa. Nóng. Ui ôi. Thôi. Thế là hỏng mất cái bánh rồi. Ui dao ơi, tớ biết ngay mà các cậu ơi. Tớ chưa thấy ai người ta nướng pizza bằng bếp ga như bạn nhím đâu. Nhìn này, thế này thì làm sao mà ăn được. Hỏng rồi. Các bạn đừng có học tập nướng pizza như bạn nhím nhá. Ui, cháy đen hết rồi. Anh nhím thật là hộ đau. Ui, nóng quá. Đừng nghịch như anh nhím nhỉ.
tay đấy, các em ơi. Tớ có mỗi một điều ước, ước cái bánh để ăn, mà cuối cùng bây giờ lại thành ra như này, chả ăn được gì cậu ơi. Cậu có điều ước mà cậu không ước hẳn hoi. Bây giờ để đến lượt tớ, tớ sẽ ước có một cái bếp nướng để nướng bánh pizza cho nó ngon. Chứ ai lại đi nướng bằng cái bếp ga như bạn Nhím ý. Ui, điều ước của cậu thành hiện thực rồi kìa. Nó hiện lên cái gì kìa cậu ơi, chạy ra xem đi. Wow, các cậu nhìn thấy gì đây chưa? Nhìn này, một cái lò nướng. Mà bên cạnh nó là cái gì đây? Trong... cái máy giặt à? Máy giặt, à, hết đấy là máy vi sóng cậu ơi. Là lò nướng vi sóng á? Thế còn đây, à, bếp ga với cả đồ dụng cụ làm bếp đây này. Ở đây còn có một cái tủ rất là cao nữa. Wow, thế cái lò nướng này là lò nướng mấy trong một luôn cậu ơi. Vừa là bếp, vừa là tủ. Thế này á, thì làm món gì mà chả được. Bây giờ chúng mình thử mở nó ra đi. Ê, mở ra xem nào cũng có nặng không cậu? Chờ anh đến đi. Nè, em ca bề ngoài. Rồi, được rồi, đi vào đây. Cái bếp này nặng thật đấy cậu ạ. Cậu thử mở ra đi, xem bên trong có phải thật là cái bếp không, hay là lại một cái vỏ không. Ô. Wow. Đây cái có bếp này phải lắp ghép vào cậu. Thế thì cái bếp này phải lắp vào rồi. Em ca, vào mang tô vít ra đây để anh lắp vào xem nào. Ôi rồi, anh cảm ơn nhá. Từ đấy đến giờ đọc cái này chắc là cũng biết rồi đấy. Thôi để tớ bắt đầu lắp đây. A few moments later. Wow, sau một tiếng vật lộn, cuối cùng chúng mình cũng sắp lắp xong cái bếp này rồi. Lắp thêm mấy cái đinh nữa thôi là xong rồi cậu ơi. Cho cái đinh này vào đây này, bắt vít vào nữa thôi. Bên này nữa này, chắc chắn rồi đấy. Còn một cái cuối cùng này nữa thôi. Rồi, xong rồi đấy. Thế còn mấy cái đồ này thì để đâu vậy các cậu ơi? Cái này là một cái chảo này. Cái chảo thì mình sẽ để đây đúng không? Còn đây là một cái nồi cơm điện. Chị sẽ để đây nhá. Đấy, thế còn đây là gì? Đây hình như là một cái son khác hay sao ấy. Son này chưa dùng thì chúng mình sẽ để lên trên này nhá. Đấy, chai lọ này, đây là chai tương cà này, tương ớt này, hai lọ gia vị này để lên đây nha. Đấy, còn đây là gì đây? Đây, trưng bày hết lên phía trên. Đây là tủ lạnh này, mở ra bên trong đủ tương có cà, tương ớt này. Tương ớt, có cả... cái gì? Dầu tây. Dầu tây. Sốt dầu tây. Còn bên trên này là ngăn đá cậu ơi. Ngăn đá để thịt với để xúc xích này. À, wow, tiện nghi ghê. Cậu có tủ lạnh này, lò nướng này. Còn đây là một chiếc máy giặt đúng không? Ui, máy giặt nữa luôn à? Cho quần áo vào đây để giặt này. Không, oh, không phải là cho quần áo đâu cậu ơi. Cái máy giặt mà để cạnh cái khu bếp như này là để giặt các cái găng tay và các cái tạp dề mà mình mặc ở mà mình mặc làm bếp ấy bị bẩn thì mình sẽ cho trong đấy mình giặt. Wow, nhìn này, một cái tủ bếp to đùng luôn. Có cái tủ này thì mình nấu món gì cũng được luôn. Thế nhưng mà mình đang cần ăn bánh cơ mà. Cậu ước có cái tủ này rồi nhưng mà cũng làm gì có bánh đâu. À đúng rồi nhỉ, chúng mình đang đói, đang cần bánh cơ mà. Mình sao tớ này tự nhiên lại ước tủ bếp nhỉ? Nhưng mà tớ chỉ có một điều ước. Bây giờ tớ ước có cái lò nướng bánh rồi. Hay là em Cam ước có cái bánh đi. Thế bây giờ em ước nha. Em ước có một cái bánh ở đây để chị Cam làm bánh đi ra. Wow, bánh của em Cam ước ra rồi này. Vẫn là một cái bánh mà chả có gì bên trong. Tớ nghĩ bây giờ bọn mình lại vá trang trí, sau đó cho một cái lò nướng này để nướng lên ăn đi. Đây, bây giờ tớ sẽ trang trí cái bánh pizza này nhá. Đầu tiên tớ sẽ dưới một lớp sốt cà chua lên. Đấy. Cà chua này có cay không? Không cay đâu cậu ơi. Dưới đều lên trên mặt bánh. Sau đó tớ sẽ trang trí cà chua nha. Here we go. Xếp thành một hình tròn luôn. Cậu phải cho cả cái gì mà có thịt thịt đấy chứ. Toàn cà chua với cả sốt cà chua thế này thì ăn làm sao ngon được. Tên 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 tên. Xong rồi đây này. Đố cậu biết còn phải trang trí cái gì lên trên mặt bánh nữa không? Thế này à? Hình như là còn thiếu phô mai đúng không? Đúng rồi, bây giờ tôi sẽ rắc lớp phô mai này lên nha. Phô mai trông như mấy cái sợi bún ấy nhỉ? Lát nữa, nó chảy ra, ăn ngon ơi là ngon luôn.
Đấy, tớ phải trang trí bánh như này chứ còn để em Cam trang trí bánh thì lâu lắm. Lát nữa em Cam sẽ nướng. Bánh pizza ra rồi đây, pizza ra rồi đây. Bây giờ đến cái khâu á, khâu quan trọng nhất. Em Cam đã học sử dụng được lò nướng chưa? Em học rồi. Rồi bây giờ em học rồi đây. Bây giờ chị giao cho em là trọng trách cao cả nhất nha. Nhớ nướng chiếc bánh này thật ngon đấy. Đúng để rồi. Cho chị cùng ăn. Nướng vừa tầm thôi, ra để anh mở cửa ra cho nào ngồi ra. Đừng nướng bị cháy quá nha Cam nha. Rồi em Cam cho vào lò nướng đi. Đừng đẩy này, bác này vào. À, bác này vào. Bác này vào á. Thế xong rồi bạn cái gì đây? Đây là nút chỉnh nhiệt độ. À thế à? Nút chỉnh nhiệt độ, thế thì cái nút bên cạnh chắc chắn là nút chỉnh thời gian rồi. Chúng mình sẽ nướng trong vòng 15 phút em Cam ơi. Xong rồi đấy. Hình như chị ngửi thấy mùi thơm rồi đấy em Cam ơi. Đấy, cái mùi nó ở trong cái lò nướng này này em Cam ơi. Đang nấu chín rồi đấy. Thế thì Cam mau mở lò nướng, lấy bánh ra đây xem nào. Nên lên. Ui, thơm quá. Wow. Cam lấy ra đây xem nào. Ui, bánh bây giờ nướng lên trông vàng ươm luôn cũng ơi. Đây là phô mai này, phô mai chảy ra hết rồi này. Ngon lắm luôn ý. Đấy, chiếc bánh này là có công của chị nữa nha. Phải chia cho chị một nửa già đấy. Của em Cam chỉ được một nửa bé bé thôi. Công thì ai chẳng có công ở đây. Nếu không có tớ ước đầu tiên á, thì hai cậu làm sao mà ước được ra lò nướng với cả ước được ra bánh như này được. Nói chung là bây giờ phải chia ba, chia đều hết luôn. Em ước bán để em phải được ăn nhiều nhất. Ôi dồi ôi. Em Cam thật này. Chứ đấy em nha. Rơi bánh xuống rồi. Cái bánh này là em ước, thế nhưng mà vì em làm dơ rồi nên là coi như không tính. Bây giờ tốt nhất là phải chia ba. Em lấy dao em cắt bánh nhá. Đấy, rồi em Cam lấy dao đi. À, chiếc dao màu hồng giống màu áo của em Cam luôn. Em Cam nhớ phải cắt đều nhá. Wow, được rồi, bây giờ tớ sẽ ăn miếng đầu tiên này. Ui, có cả cà chua này, cả xúc xích này, cả phô mai này, cả bánh này. Ngon lắm luôn đi cậu ơi. Em ăn miếng thứ hai. Thế nào, vị chị làm có ngon không em Cam? Ui, ngon thật. Đúng món xúc xích mà em Cam yêu thích mà. Bây giờ để tớ thử nhá, xem tay nghề của tớ dạo này có lên cao không. Mùi thơm của xúc xích, thơm của phô mai, miếng bánh béo ngậy luôn. Này các cậu ơi, bây giờ mình có cái tủ làm bánh này rồi, có cái lò nướng bánh này rồi. Lần sau á, mình cứ thích cái gì là mình lại về, mình tự nướng mình ăn. Chả với đi quán các cậu ạ. Ăn xong, còn có cả đồ giặt rũ này, còn có cả tủ lạnh để mà để ở đấy ăn dần cậu ơi. Đấy, cậu thấy tớ ước cái lò nướng này có tiện lợi không? Đồ ăn này, nếu chúng mình không ăn hết, mình sẽ cho vào tủ lạnh. Đây, đấy. Lúc nào muốn ăn thì lại cho vào đây để quay.